Xin chào các bạn, hôm nay thì mình hướng dẫn tiếp đan chiếc áo bông tô bằng len lông. Phần trước thì mình đã hướng dẫn đan phần cổ cho đến khi cái đường giắc lăng ở phía trước đạt được 28 cm. Bây giờ thì tiếp tục đan xuống phần thân. Phần thân là có chiều dài 105 cm tính từ phần vai xuống dưới gấu. Hàng 1, đan ca hết, thêm 3 mũi ở cái phần nách này. Nếu như mà bạn muốn cho chiếc áo ấy nó rộng hơn thì bạn có thể thêm nhiều mũi hơn. Hàng 2, đan mũi ca hết. Từ hàng 3 thì đan hết cho đến khi kết thúc là mũi ca. Lặp lại hàng 3, hàng 4 cho đến khi kết thúc sản phẩm. Bây giờ đan phần tay dài 60 cm. Sử dụng kim vòng ngắn hoặc là kim hai đầu. Thì hàng 1, đan mũi ca hết. Cũng thêm 3 mũi ở phần nách của phần hai cánh tay đó. Chú ý là các bạn thêm số mũi thì phải giống nhau cho cả phần thân và phần tay áo ở tại nách. Ví dụ như là thêm 3 mũi thì tất cả phải thêm đều 3 mũi, thêm 6 mũi thì phải thêm đều 6 mũi. Hàng 2, đan một mũi ca. Tạo đánh dấu
rồi đan mũi P hết. Hàng 3, trượt đánh dấu, đan mũi K hết. Hàng 4, trượt đánh dấu, đan mũi P hết. Lặp lại hàng 3, hàng 4 cho đến khi kết thúc. Nhưng mà cứ sau 6 hàng thì lại giảm 2 mũi ở phần đường lách. Là tại 2 mũi cuối cùng của hàng 6 và 2 mũi đầu tiên của hàng 7. Thì các bạn đan như sau. Đan mũi SSK là trượt 2 mũi, sau đó đan gộp thành 1 mũi K. Rồi trượt đánh dấu, đan mũi K2 TOG bằng cách là đan chập 2 mũi thành 1 mũi K. Rồi đan toàn bộ là mũi K. Bây giờ thì phần lá cổ sau 7 cm. Lấy mũi ở mặt trái. Ở trên cái đường viền của phần cổ sau này bỏ qua 7 mũi. Các bạn dùng kim đan lấy lên 58 mũi. Các bạn lấy mũi giống như là khi đan như thế này này, cứ vắt dây lên bằng tay bên phải rồi móc lên, nó sẽ rất là dễ, cực dễ luôn.
Đây là cái cách mà mình nghĩ ra đó. Chứ còn những người khác hướng dẫn thì họ thường dùng kim móc. Hoặc là vắt dây bên kia thì nó sẽ rất là lâu. Cuối cùng thì là bỏ qua 7 mũi ở phía trước này để tạo hai ve cho cổ áo. Và đan xuống tất cả các hàng. Đan mũi ca đó. Bây giờ dùng kim móc số 6 và sẽ móc các cái đường viền ở cái phần thân trước này và phần trên cổ này, móc toàn bộ. Nếu như mà bạn muốn cho cái phần nẹp này nhìn nó đứng dáng hơn, trong trường hợp mà bạn không sử dụng len lông ấy thì không cần phải làm điều này, bởi vì nếu mà các bạn làm thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Bạn có thể trang trí theo kiểu khác, mịn màng hơn. Móc 2 mũi bính. Móc mũi kép đơn hết. Khâu khuy áo. Gồm có 3 khuy. Khoảng cách giữa hai khuy áo ở mặt ngoài là 11 cm. Chiều dài từ vai xuống dưới ngực là 31. Còn một cái khuy thì các bạn khâu ở bên trong. Khâu đúng vào cái phần cúc nằm ở phía bên ngoài này. Khuyết áo thì không đan khuyết khi mà đan thân, vì dùng kim to và sử dụng len lông. Cho nên là lỗ khuyết nó sẽ rất là to. Các bạn không thể nào mà sử dụng được
cái khuy nào cho nó vừa đâu. Bây giờ thì sẽ sử dụng một cái kim khâu tay ấy, nhỏ. Sau đó thì khâu bằng tay cái đường khuyết từ phía trong như thế này. Khâu phần nách. Sử dụng kim số 6. Và các bạn cứ dùng mũi trượt lấy hai tép mũi ở hai bên, hai tép mũi phía trong này ở hai bên, rồi móc lên một mũi trượt, như thế thì sản phẩm sẽ không bị cộm. Đan dây thắt lưng với chiều rộng 4 cm, chiều dài là 1,6 m. Những bạn mà có size lớn hơn thì các bạn có thể đan dài ra 1,8 m, khoảng 2 m. Tạo 7 mũi đan. Hàng 1 đan mũi K.
Từ hàng 2 thì cũng đan mũi ca cho đến khi kết thúc. Móc phần dây bọ để đính áo thì móc 2 dây. Tạo 3 bính. Hàng 1 bỏ qua 2 bính, móc 1 mũi kép đơn. Hàng 2 móc 2 bính, quay đầu, móc 1 mũi kép đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi được 6 cm. Rồi khâu chúng vào hai bên sườn nằm ở phía sau lưng này. Và nhớ là khâu ở dưới cái phần mà chúng ta cài cúc. Thì khi các bạn thắt dây ấy, cái phần cúc nó vẫn lộ ra. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Khi lấy mũi này thì các bạn sẽ lấy từ bên trong, bên mặt trong.